thì bỏ vô đây. Cái gì nãy như mới học tiếng Trung Quốc. Trung Quốc ha, à, Trung Quốc là ngon là à hà à cái gì quên mà. Ừ, để đâu mà. Hào chư. Ngon là hào chư. Hào chư. Xin chào là ní hào. Nói chung mình học mọi thứ tiếng, mình học cái bao nhiêu tính tiền thôi, rồi mình học cách mà giao tiếp bán hàng thôi là được. Nó cũng dễ, nó không có khó. Ê, ship hàng. Ship hàng. Hello. This one. Where is? It's over Kusna. Over là. This one no spicy. Okay. This one. Favorite. This from Vietnam. It's over Kusna. Hello. See. Ship of spicy. Yeah. Yeah. Oh, béo béo hả? Ừ. And without cheese is 30. Thank you very much. 감사합니다. Thank you. Nè, của anh kìa. Cắt cho, đem qua bà cho anh cắt rồi. Cắt lại luôn anh ha. Bye nha. Dạ, bye okay, bye. Bye. Cảm ơn anh nhiều. Bye bye. Dạ. Thank you. Oh. Thank you. Ha, dạ. Dạ. À, ba cái, ok. Tamida, ui căng thẳng lắm. Hẹn gặp lại. Tosoyo. Oh, hello, how are you? Fine, what about you? I'm good. Two please, no spicy. Ok. Người ta múa múa làm nó ghét không? Muốn bị đánh rồi đấy. Bắt xàm gì vậy? Hello. Thank you. Yeah. Đúng rồi. Cảm ơn ông bà cho hai đứa này làm ăn có khách quen, có khách dễ thương. Vì biết thì quay cái này xem nhiều quá thì cô chú anh chị và các bạn cũng đâm ra chán xem, nghĩa như chán cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ Duy chỉ có thể quay cũng vậy thôi à, buôn bán thôi à. Đúng rồi, đúng cho rồi. Cho nên là cô chú anh chị và cô chú anh chị và các bạn có thể giúp đỡ Duy Nan là xem hết video, ủng hộ Duy Nan nha cả nhà. Dạ. Để kể tại cũng thời gian ở Việt Nam cũng không còn nhiều nữa. Sao em? Ba một cái bánh tráng nướng ha. Giữa có đúng rồi có. Rất đặc biệt nha. Giữa mối quan hệ của hai đứa mình thì đâu cần phải nói mấy cái vấn đề này. Okay, em hiểu không? Đau tim mà nữa, tim nó spot xuống đây chết. Hai cái nữa hả? Hai cái nữa không? Với quan hệ của chúng ta thì có nên là nói thật hay nói giỡn? Nên nói thật, nên nói thật. Ừ, đúng rồi. Hai cái ha. Ừ. Rồi. Ok. Hello. Hello em. Hả, à, chị thấy còn hai cái đúng không? Hai vàng lận. Dạ, đây đây đây. 20 à. Anh bán 20 từ hôm bữa mà anh bán cho em là sẽ bán 20 luôn đó. Anh nhìn em mà tự nhiên cái lòng chắc ẩn của anh nó sao nó chổi lên. Thương, thiệt thương, dạ, muốn khóc thương, luôn dạ, luôn á. Về lấy cầm tiền em anh về muốn khóc luôn á. Em lần đầu tiên, người đầu tiên. Ủa anh mua hai cái là 40 đúng rồi, lý. Nhưng mà của anh ăn được không? Ngon phải không? Đó, nên, cho nên là 20 này là em sẽ có thể ăn được hoài luôn. Cay hả? Rồi, cay hả? Cái kia cay. Cái này cay, cái này không cay, thấy màu đi màu. Cái này cay. Sao đây khắp bà chủ, sao đây khắp? Vợ em quảng cáo dầu á. Chị biết nó nói gì không? Vợ chồng có đánh nhau á, mua dầu của em sức vô, mau hết bầm lắm. À cái gì nó lách cắn. Lết cắn. Trông nôm nguồn cắn. Con trai cắn. Sức vô, mua sức vô, con trai cắn mua sức vô. Con trai cắn. À gì dạy con mẹ? Rivet, it over Kusna, visa Việt Nam, Ochin và Kusna. Cảm ơn. Cầm nắm nhé. This is visa Việt Nam. Yes. And mango sticky rice come from Thailand. Apply just a little bit. Be careful. Hello. Visa Việt Nam. It over Kusna. Got a taco. Chicken, pork, cheese, everything. Czech Republic, Miro. Ah, Czech Republic? Yeah. Oh, good. You don't know it, right? Sorry? Ah, do you know? Yeah, I know, yeah. Because so many kids come here. I have a friend come from there, Czech Republic. Yeah, a lot of Vietnamese people.
Oh, Vietnamese people. Yeah. Thank you very much. Thank you. I'm gonna probably come back for the mango. Okay. Okay. See you. Thank you so much. Phải nghỉ ngơi chứ, làm phải nghỉ chứ. Bán hoài, nếm tiền mà chết mẹ ơi. Hôm qua thì bán được 1 triệu lẻ 10 ngàn. Bên anh tắt tiếng luôn rồi cả nhà. Nói nhiều quá khách. Rồi. Cái này là bánh xèo nè. Này mới là cơm bánh xèo gia đình hôm nay. Để bữa nay lựa cái này chút xíu. Ra Việt Nam. And that's, this one is the mango sap sai. Mango steak rice. Thank you. Thank you very, thank you very much. 7 giờ con mình cứng vậy hả? Dạ, yeah, con cứng hả? Yeah. Thank you. Sorry, this one is 10. Oh, sorry. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Dạ, chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều dạ, nha. Dạ, cảm ơn chị. 5. Oh, okay. Bây giờ không cho được. Hỏi ra dạ. Trong cái ba lô còn có 500 lẻ. Hi. Oh, yes. Yeah. Oh. Yesterday. Tomorrow, yesterday. Anh yêu bao nhiêu nãy yêu ơi? Ơi. Yeah. 3 days. Eat this one. Yes. My sister you. What? My sister you? 멋있어요. 어, 멋있어요. 나이티. 멋있어요. 멋있어요. 아, 너무 멋있어요. 잘 먹어요. 어. 200. 아니 왜? 내 kiếm trong đó không thấy. 저기. 야. 아, 어디 갔어? 갔어, 먼저. 그러면 물 75. 왜 물이 있잖아. 물이 있고 샘샘 소비. I sell Sam Sobby. 내가 요즘 소주 갖고 가니까 내 돈 영자 Sorry, sorry, cannot. 딱 그냥 뭐 해야 같이 해보자 그냥. Thank you, sir. Thank you. 자기야. Hello. 나 이리 와. 저 người ta coi đi. Đưa đây hết cho anh tự xịt chưa? Tại đây hết cho anh tự xịt. You can test. You can test open, open. Tester. Tester. 야, 통통을 한번 거기 아까 있잖아. 아까 있어? 매 mình quảng cáo luôn. Hello, kêu hello. This one. Good smell. 오늘 그냥 쉬어. 어. 맞아. Herbal, herbal, herbal. MMM. What? 맞아. Yeah. 이거 뭔데? 텀, 텀, 텀. 35. What is this? Herbal. Herbal. Dry herbal inside. For this one. 아 뭐 어디 없대? Yes, yes. 아 머리 아플 때. Yes. 진정할 때 이거. 아 이게. 나 나 그럼 저거 다 해야 해. 니 가운 니 가운이. 아 머리. This is. 가운이 어떻게? 35. 아. 동네 왔는 중이라. 좋아. 바람은? 35,000. 35,000. 오. 반짱, 반짱 능. 반짱 능 맛있어요. 반짱 능? Yeah. No 반쌀. 맛있어요. 어. 어. 나 먹어볼래. 뭐 그런 거 있나 봐. 맛있어요. 아 맛있어요? No, no. 네, 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 네. 이걸로. 어, 이거. 오케이. 오케이. 원. 원. 치즈 들어간 게. 근데 ta biết nói tương chung mà yêu luôn. 따로 주시는 게 더 맛. 넌 아, 치즈를 따로 달라 그래서 찍어 먹는 거. 넌 따로 들어가는 건. 뭔가. I have sobi. Same sobi. 어, 넣으려고 하는 게 너무 좋아. 잘로 와. 야, 야 너 잘로 와. 3인치예요, 3인치. 아, 그래요? 잠깐만요. 넌 Người ta không biết giảm giá như thế nào, người ta giảm tiền luôn rồi giờ. Không biết nói giảm giá với mình. Ok, ok, ok. Ok, lấy đi, lấy đi. Lấy đi, lấy đi 32. Lấy ok, người ta không hồng mình quá trời. Nhìn chân chân. À, tham gia mì ta. Ồ, ra đây thật sự. 1, 2, 3, 4. And last one? The last one. Five.
아니 이거 태국거니까 나도 방금거 하나 아 한무 2탄? 아니 써보고 써보고 어떻게 자 네 뜨거운 거 이게 안 잡아보다 어? This one, this one 아니 우리 엄마 빠나서 back pain 맛이 좋으면 lower back pain chili sauce 나 chili sauce 나 chili라 chili sauce 나 vivid It of course now. Chin. All chin of course now. Okay? Okay? Okay. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Doseyo. 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 Anh nhiều hẹn 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 gặp lại ngày mai cho giảm nữa. Lẻ hả anh? 32 ngàn hả? Mày bỏ vô chưa? Bỏ vô đâu rồi? Được rồi. 아 따로 또 뚫신 거라고 고마워요 아 감사합니다 감사합니다 또 see you Hello this is Visa Vietnam We'll try it once Okay 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 à, Dì nói thiệt với cả nhà chứ nếu mà cái ngày nào mà không có khách du lịch đó thì như là Dì với Nam với mẹ Mai là bán cho nhân viên khu này cũng nha cả nhà trang nước bán trang nước mà xích xì dù trời ơi cô đi kiếm dạ bên kia mới qua tới bên này chị Mai dạ em coi YouTube dạ con trời ơi có duyên mà cô cứ kiếm con cô cũng hơi là hôm nay cô kiếm con nha chứ hôm qua cô ngày mai cô kiếm con là không có luôn rồi tại ngày mai là có lịch ốp đưa bầu đi tắm biển cô đi chơi mấy bữa rồi cô không ăn cây đúng không trời mới hôm nay xuống kia tìm con luôn trời ơi thương quá trời luôn rồi vậy là phải ôm cái chụp hình thôi một cái chụp hình mới được cô cá không cắt chứ bật làm hai làm ba cô hai ba gì cũng được dạ 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 có nhiều nước tiếp rồi dạ có muộn rồi à cô cảm ơn cô nhiều nha dạ con hết tiếng rồi dạ cảm ơn cô nhiều nha cảm ơn cô nhiều lắm ơi thương quá rồi xong cảm ơn em nhiều nha ngày mai anh ốp nha mai đừng kiếm anh massage Thái Lan Tester, not US, Vietnam dong. Vietnam dong. Mosquito. This one, mosquito. This is dong. Dong. Not dollar, not US, not US. This one. Cho người ta coi, Lower pain, lower back pain. And this one spray mosquito. Anh hiểu bên này phẩm. Anh hiểu. Oh! Do you know where is Italian restaurant? Italian restaurant? Yes. In here have menu. In here have a... Thường thường bên này phải cô gì à? My friend? Okay. Just a moment, please. Rất là no. Cầm nè. Cầm nha, có dừng lọt nha. Cầm nè, đúng. How much? Có ớt thôi mà người ta lên nó không đi luôn. Thank you. Cảm ơn ta. Thôi, bạn có lợi đi. Thôi, được rồi. Nè, đây. Mua một tặng một đi hả? Dạ tiểu thư hôm nay tiểu thư còn bị khoai lang nhập không bữa giờ vợ anh Long bị khoai lang nhập nói tiếng Hồng Kông không à cũng vẫn còn nhập á cũng tỉnh lắm chị tiểu thư chị nàng có chích thuốc chưa ê đừng có quay đưa lên nghe chết anh yêu yên tâm đi rồi. Sẽ có thôi không cắt đâu ơi ba mẹ con đi về nha hôm nay bán xong rồi hết tiếng rồi mẹ đi bán thôi đi bán liên tục bê theo đây kỳ quanh nữa khắp đây quanh nưng rồi bao nhiêu lần first day chào cùng sáp Vinpro về mấy khắp chào cùng sáp Vinpro nó sẽ về pro ngày hôm nay ok pro tối gần khuya sẽ có Vinpro ใช่ค่ะสักสามทุ่มสี่ทุ่มเงี้ยถ้าไปตอนกลางวันเดี๋ยวร้อนนะไม่มีอะไรต้องไปสักให้มันติดสามสี่ทุ่มเขาจะมีโชว์ล่องเรือเหมือนดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยของเขาเหมือนแบบนี้ประมาณ9 โมง9 โมงตอนคืน PM ใช่ yeah โอเคค่ะโอ้ยเหนือไทยเหรอเนี่ย
từ 50 là Di bán giá 40 nha cả nhà. Tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị góp ý á, cho nên là Di sẽ hạ giá xuống còn 40 nha cả nhà. Bán 40. You can open this test. You can open this tester. Yeah. You can test. Yeah, that test for this one. No. Sun cream. Oh, we don't. Near. Người ta ní cái gì vậy? Kem chống nắng. Tôi sợ em quay. Đất này đưa em bé về cho em bé lấy kiếm đi liền xí. Ok chưa? Tới đây. Ai chúc, ai mời mình đi hết. Không mời con đi xuống. Ba mẹ con xuống. Tết này thì nói đi cả nhà, đi Tết này đưa bé em bé về kiếm từ đi xì tàu lao mặt mài tiền hả? Bình thường tàu lao không được, cái này người Thái không làm nha, người Thái không làm nhưng mà người Việt Nam làm. Không được, nhưng mà muốn làm chết mẹ mà sao xào. Xì nhà cái gì bỏ trái tim. Tiếng tặng đáy lòng. Tiếng gì? Tiếng tặng đáy lòng. Tiếng từ tặng đáy lòng. Tiếng từ tặng đáy lòng thôi. Hai hộp xoài xoài. Hai hộp xoài xoài. Dạ. À, của em đừng có để cái hạt này à. Rồi, không ăn lấy đậu xanh. Dạ, dạ đúng rồi. Đi ăn không ai không? Thôi trước đi không có quán. Thôi đi giờ. Em nhắn tin thôi. À, em nhắn tin hả? À. Cái này bao nhiêu một chai vậy? À, cái đó 145 em. Đó là dầu nhãn xương khớp. Cái đó em mua về cho ba mẹ cũng được, ông bà cũng được, mà em dùng cũng được nữa. Có gì có xài thử cái này lên da nó hay lắm. Chờ lại làm xíu. Đi về. Nằm nha. Được không? Cầm được. Dạ, cảm ơn em nhiều. Đi Hồng Thảo. Trời. Dạ. Cảm ơn gia đình nhiều nha. Anh một anh mà. This is local food. Hello. Thank you. China. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Chico là mà. Chico. Mình nói gì mình về cho dữ đấy. Từ mới học. Mới học với anh mình lừa. Cơ học chứ. Chia sẻ. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sao? Phải quay lại. Ủa sao vậy? Bị gì? Không phải, đòi ăn nữa. À, quá. Ơi. Lấy cho em một cái chay với ngoại á, nhưng mà đừng có ớt nha. Dạ. Trứng. À, dạ. Ừ. Nắm nha. Xin cảm ơn. Hôm nay tiểu từ ở bên... Ở bên Kiev. Ở bên Korea. Mời mẹ ăn thử cái món này, sake chiên bột. Hai chị em bị sake nhập cái rồi. Cái gì nè? Sake ngon lắm em. Sake nó ngon hơn khoai tây á, bỏ. Dạ. Rồi chị em mình dắt nhau đi bệnh viện đi. Kêu thôi em rồi. Okay. Hello. Bỏ bánh vô đi luôn. Dạ. Một order 10.000 shipper. Ok, dọn cả nhà ơi, tiếp tục ngày mai nha cả nhà. Hôm nay bán ới. Nói chung là bán ới, nói thẳng là bán ới đó cả nhà. Nói thẳng không có thua. Và cả nhà cùng nhìn thẳng luôn. Thẳng thiệt. Đường thẳng, cả nhà thấy không? Đường cái cuối sau lưng của chúng mình cũng không có khác cả nhà. Sao đi về sớm vậy? Dạ, để ới. Để đừng có dùng cái từ ới. Chị nói là hôm nay vắng khách quá. Hôm nay khách quan đi đâu hết trơn rồi. Rồi mà khách lạ cũng không ghé vô. Rồi như chỉ quay lan nhập rồi. Rồi như chỉ nha, ngày mai hai cây son đúng không, một cây bơ một cây mật ong. Ngày già bán ới mà còn gặp cái chuyện này nữa. Tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại. Anh về đây chơi lâu không anh? Về được 2 tuần. Cái này dầu thái này là dùng xoa bóp xương khớp nhiều lắm, nhiều cái chức năng lắm. Dạ. Đau lưng rồi nhức đầu chóng mặt. Dạ.
Cái này là 145 ngàn. Dạ. Anh lấy 2 chip chưa ha? Dạ dạ dạ. Chụp hình ra. Dạ. Đây là bánh tráng nước. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Bánh tráng nướng cô. Dạ. Đây để con cầm tiền cho. Dạ cho cô. Dạ. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ vợ con người Thái. Dạ. Mình người Thái Lan á? Dạ vợ con người Thái, con người Việt. Dạ. Mày lại thích không thích người Việt thì lấy người Tây. Này cũng duyên số à chú ơi. Duyên số thôi. Mẹ xoay xài Thái Lan nè chú. Vợ con có bán xoay xài Thái Lan nữa nè. Lần này Di hiện tại là Di đang nướng than nước á. Di sợ cái than đá nó ảnh hưởng đến bầu á, cho nên là Di đổi than rồi cả nhà. Đó, dạ. Hôm nay có bánh tráng. Hôm nay có mẹ xoay xài Thái Lan. Lan. Bánh tráng Việt Thái. Bánh tráng nướng Việt Thái. Dạ. 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 À, chú ăn đầy đủ không chú? Mình ăn đầy đủ không ạ? Đừng có mặn quá. À ok, vậy là cái cô cũng vừa ăn luôn à. Có chụp coi hình được không? Được, dạ được, dạ được, dạ được. Dạ chụp đi con. Dạ. Của nước lân cận là nước Việt Nam. Dạ, nó cũng lai lai. Lai lai hả? Bởi sao có bánh xoài? Không, này không có bánh xoài, là bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng phô mai. Cái này tự mình chế hay sao? Hay là tự dạ, 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 cũng không có phải chế nữa mà nó cũng có rồi á. Dạ. Anh yêu sợ phèn to ấy. Mẹ. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Maseseyo. Dạ, maseseyo. Ok. Đưa đâu chụp đi. Để chụp hai đứa đó với mình. Dạ. Quảng cáo luôn. Quảng dầu luôn. Quảng cáo luôn không? Vừa nói tiếng. This way, this way. Mới ra luôn á. Rồi. 1, 2, 3. Dạ ok không? Rồi chừng nào đi qua Mỹ gặp nha. Dạ. Em không có tiền mua vé đâu. Thì em bán bánh tráng bao nhiêu bánh tráng đi tới Mỹ được. À xin chào. Dạ. 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 Việt Kiều Cali. Việt Kiều. Em là gì Kiều? Thay Kiều. Là 60. Hey bye bye. Do you want to do both, Ty? One of those and one of these? Do you have any right now or no? We have right, right now. Mango sticky rice? Yeah. Yes. Okay, we'll do mango sticky rice and a pizza. These we have a pizza Vietnam and pizza with cheese. Yeah. Whatever you think is the best. Okay. Yeah. This one. How about the cheese spicy? Spicy on. It is a little bit. Are you from Thailand? She's yeah. From Thailand. Yes, sawadika. Yes, sawadika. Yeah. Oh my. Oh my god. Yeah, you can say thank you. Yeah, that's it. Yeah. That's it. You moved to Vietnam. This is because me and my wife back to Vietnam for Lunar New Year. Yeah. Yeah. Then we stay here 3 months and then we feel boring. That's why we stay here. You were? Back for born, baby. In Thailand. Yeah, thank you. Thank you very much. The first? Yeah, yeah. Awesome. Yeah, I'm ready. Everything. Are you ready? Yeah. One, not spicy. Will you stay in Vietnam long time still or go back to Thailand? Maybe we'll be back to Thailand and stay a long time and sometime we will back to Vietnam for visit my home. Yeah. So you're Vietnamese? Yes, in here. Thai. I'm born in here. Okay. Yeah. So you share. Yeah. Go and back. Good. Going back like this. Can I ask a question just because your English is very good? We've been wondering, so we went to Thailand, the beaches were super clean. Here, why is there so much garbage? Depend on the weather. Sometimes the south. That way? Yes. Yeah, exactly. Oh. And you can see a lot of garbage. Yeah, coming. Coconut, plastic. Soy sauce. And just because. Yeah, just like this. Yeah, depend on the weather. So much. Yeah. Cảm ơn. Okay. Cảm ơn. Thank you. And we live in China, so then we have to try to think of what the. Xin chào. Yeah, xin chào. So many like. Xin chào. Chẳng may đứng theo quảng cáo. Yêu ớt luôn. Dạ. Cái gì nữa con? Theo quảng cáo. Con muốn cái gì? À, anh Thiều anh chia sẻ cái bài trên cộng đồng quốc hả? Dạ chắc là em á. Hồi lại 40 bí đồn. Quen nhau ở đây
dạ, bà này mới đi qua đây làm. Dạ. Dạ, cái đập chim, đập tạ đó. Xong rồi thấy người nãy có sáu mũi. Sáu mũi gì? Sáu mũi là quỷ rồi. Người có mũi rồi bà nó sáu mũi. Sáu mũi. Mà cho tôi cười dạ luôn. Sao giờ nó hết sáu mũi rồi hả? Không, đâu hả? Từ khi lấy vợ là hết sáu mũi, thành còn có mũi, nó gom lại còn mũi. À, giống, à, đó nè. Nó bảo á, bổ là sáu mũi gom lại một mũi. Nhiều quá. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Bạn người Tây xin hỏi quay điện thoại làm gì, xin cái tên kênh YouTube. Cái ta quá trời. Oh, yeah. Yeah. Yeah, normally in the video, sometimes we saw the foreigner, and we get the foreigner, the guest for come from like American something. We can speak English, but sometimes we speak Vietnamese language or Thai language when we stay in the Thailand. So what are most of your videos in? Vietnam. Yeah, Vietnamese. How did you learn Vietnamese? Just talk normal. Talk every day and listen. Wow. Everyone say. Hello, Brivit. Like we've never been before, and as we're driving through, we're like, why are there so many buildings with like nobody in them? Especially down towards, we went like to the cable car. Yeah. Cable car. Yeah. Like building, just building, but nobody. Yeah. Empty, right? Yeah. That's one, Anil. Có thầu dược à? Ở lò. No, this one mosquito. Mosquito. Bác sĩ. Có lại chim gì nữa? Dạ, lại chim. Anh vừa đọc báo hôm nay xong, anh phải ra anh thử nhé. Ủa, anh đọc báo hôm nay. Dạ, xin chào. Dạ, xôi xài có. Dạ, xôi xài có. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Là anh là ở Dương Đông à? Đúng rồi. Anh ở Hà Nội bay vào luôn đây đấy. Dạ. Cho 5 phút. Ở đây à? Là chắc là dạ, dạ ngồi đâu cũng được ạ. Mình ngồi đâu cũng được. Mình về nhà mình ngồi đây. Ừ. Dạ, vậy em làm 5 phần rồi anh em anh qua bển ngồi đi, em buông qua bển cho. Dạ. Là dạ. Anh từ Hà Nội qua đây luôn. 5 phần luôn mẹ. Đây là của nhà anh hết mà. Ủa gì hả? Đủ không mẹ? Không mẹ. Dạ. Bánh tráng nướng gì ni sa? Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Anh Thái Lan. Dạ. Coi rất là nhiều Nếu mà có rất là nhiều thì phải ăn 10 cái. Có ít ít thì ăn 20 cái. One cheese. Okay. Okay. Just a moment please. Đó, em có nghe triển khai đó. Anh Long. Hãy đi để em quay mở cái bên bánh xèo cái em quay sao cho thấy hai quán hợp lý. Hamsamida. Toshio. Dạ. Vì với nàng cũng không biết gì hết thì mới kiểu như là mấy người bạn có nhắn tin cho Gina là lên báo này kia đó rồi. Yeah. Tại vì là có một cái bài báo viết Gina bán bánh tráng nướng ở chợ đêm Sonasi nè, thì sau đó là người dân ở Phú Quốc á, người ta mới đến đây để người ta coi và người ta ăn ủng hộ nha cả nhà. Cảm ơn. Ai luôn hả? Yeah. Có. Năm. Trời ơi. Mới làm động tác gì? Tại sao không bán gì? Coi đu đủ. Đó hả? Đó chưa? Đó có kìa. Đeo áo cái xong đó thấy vô à? Đó hả? Đó, giỡn bầm kìa. Yo. Có bầm. We have the mango sticky rice. From Thailand. This is the pizza Vietnam. Right. Yeah. Nướng cho người ta đi trước. Yeah, this one. No. Okay. Maybe tomorrow. Okay. See you. Thank you. Yeah, see you tomorrow. Hôm nay bán hết rồi cả nhà. Ngày kia bán tiếp. Bye. Bye bye. Hẹn gặp lại. See you tomorrow. See you again. Ô tô yo xe đạp. Bán rồi cả nhà ơi. Đi bán tiếp cả nhà ơi. Hôm nay thì có chút thay đổi nha cả nhà. Ở đây là bàn bên quầy của Di là xôi xài với bánh tráng nướng. Còn đây là cái quầy dầu. Còn kế bên thì anh Long có ý tưởng là kinh doanh bán bánh xèo luôn cả nhà. Là cho cái khu này nó nhộn nhịp lên đó. Đó. Cái này
mình làm cái thứ bảy ha. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn, thank you very much. À, xin chào. Hai cái. Dạ hai cái. Là hôm qua mình đúng rồi, hôm qua mình có ăn rồi mà. Qua ăn một đôi, nay ăn hai cái. Cũng giống nhau. Các bạn ơi, cô gái Thái xinh quá. Mà cho một cái đừng cay nha. Dạ. Dạ một cái không cay. Mình ăn bánh tráng nướng này mình thấy như sao chú? Ăn ngon. Dạ cảm ơn. Toàn cái này mỗi người mấy cái. Dạ. Oh, phô mai. Phô mai dài luôn. Ờ phô mai, cái này là phô mai đúng rồi. Ừ, cái đầu. Thích. Okay. Cái này của anh. Cái này không có phô mai. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ok. Đúng rồi, dương mới luôn. Anh cầm ăn luôn ha. Cầm ăn luôn. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Cái này không hành. Cầm không? Ok. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, vô, vô. Quá ngon. Hết rau thì lấy rau thêm nha. Chịu không nổi với bên anh. Tới con chuyện với bên anh. Rồi, mời cái nhà bánh xèo. Ngon. Dạ. Chết luôn. Hello chị. Dạ. Trời ơi chị. Dạ. Trời ơi chị. Trời ơi đau lưng là phải dùng dầu. Đó. Anh đi vô đi nói chuyện sức cho. Đây. Đau lưng ở đâu con thay cho. Lấy dầu con thay cho. Dạ cảm ơn. Dạ chị muốn thắp bao nhiêu cái. Cô. Dạ. À. Mình lấy bàn ngồi cho thoải mái. Đúng rồi. Nè. Ở trong này là tôi nhỏ nhất á, năm thanh tôi chút xíu à. 1950. Dạ dạ. Dạ dạ. Có coi cái clip là lúc ông làm cho bên ông à. Có chứ. Quá ông anh. Anh Long. Hôm bữa con của anh đi lại mở hàng rồi con bữa mới mở. Đúng rồi. Anh như bạn tầm đi số bạn. Là rồng mà phải không? Anh Long già. Mà rồng nằm mấy đồng bái. Tại nó có hai số à, 10 với 26 à. Không. Có nước đào xén xe không? Ngồi xuống xa lắm. À 9 giờ dọn. À nước tương đó lên. Chơi Thảo với nè. À. Cảm nha. Là... 10 cái. Ờ à, vậy anh ngồi bàn chờ xíu nha để em nướng. Nghe 10 cái trong mặt con. Rồi. Toàn cảm ơn nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Gửi lời hỏi thăm đến chồng nha. Chè. Nào ngủ đi. Cái gì ngủ rồi bỏ. Ờ ok. Con... Không gì nữa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Dạ. What? This one? À cho oh. Cái test. Cho nó lấy cái test rồi. Right? One, right? Just a moment. 50. Oh. Cái nào? This one. This one. No, this one. Anh yêu cái này là cái thử lọ. Cái thử đó nè, em bỏ đi. Xong. Có một bò 4 cái, nó có nó này 3. Another one là 3. Dạ em gửi anh. Dạ. Wow. Wow, hôm nay cảm ơn lắm. Rồi em gửi anh. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn. Bye bye. Okay. Kamsahamnida. To see you. Dạ. Cái lóc 12 lóc là dưới đây nè, đây nè. Dầu sâm 12 lóc, à, lăn sâm nhức đầu, đau bụng luôn, chóng mặt. Cái dầu cù là tay cơ bam này nổi tiếng lắm cô. Này nổi tiếng ở thế giới rồi. À, còn nếu mà bà mà kiểu như là da mỏng mà sức mà đau á thì bà có như giờ giống như sức vô là bóp cho bà cho nó đỡ con. Thật ra cô dùng cái này vẫn được nhưng mà dùng ít thôi. Dạ dùng ít thôi, cái dầu nhãn này là nó chuyên về bấm huyệt, massage. Nó chuyên cho nên là cái chuyên á thì con sẽ giới thiệu. Mình sẽ... thì thật ra mà nếu mà cô dùng á. Dạ. Dạ, cho nên là cô nếu mà cô dùng á thì đầu tiên là cô dùng ít thôi để coi và cô hỏi bà là như thế nào. Thì bắt đầu mình tính tiếp.
không? Nó khác nhau chỗ nào gì? Thật ra thì nó chỉ khác nhau về cái mùi thôi, chứ công dụng nó là giống nhau. Là nó đều là sức chống mặt, nhức đầu, đau bụng. Nó lăn. Thì tùy người, có người thích dầu sâm, có người thích cái mùi này mùi kia. Bê dầu sâm cơ. Dạ. Dầu sâm thì cô đã mua 12 lốc rồi nè. Đó, dầu sâm này nè. Nè, cái dầu này nó cũng hay lắm. Còn mà dầu này á, là vợ con xích buổi tối nào đau lưng á, xích vào á, nó không có, nó nóng mà nó không có hổn, nó không có lát. Xích vào lưng á. Lại con xích cho chú thử miếng hay gì? Dạ, dạ, dạ. Nó ngộ lại. Đó là dầu Phật Linh á. Cái này vợ con đang xài. Nó đau lưng á, đau lưng á, nó xài mỗi tối. Buổi tối trước đi ngủ, ok luôn. Còn cái túi dán thay độc này á, thì một túi nó có 10 miếng dán. Thì mình xài được 5 ngày, mình dán khi mà ai bị tê bì chân hay là bị đau nhức chân á, mình dán vô đây. Dạ, dạ. Cái này á, là có nhiều người kiểu như khán giả người ta mua á, rồi người ta mua lại á. Thì con nghĩ là người ta mua lại là do chắc là nó có hiệu quả cho nên người ta mới mua lại. Cho nên con mới mua về bán. Thì vậy thôi, cô Trang cứ để trong đây đi. Rồi có gì để chút xíu tính. Chút xíu tính. À, lát xỉn rồi sao tính? Giờ con tẩm tỉnh con sỉnh đây. Con không có xỉn. Không uống xỉn đâu, con không xỉn. Dạ. Lát xỉn cái bắt đầu tính lộ. Con lấy cô. Cô nói hay bị cứng lử rồi. Lấy cô thì sao? Lấy cô thì sao? Lấy cô thêm đúng không? Cõi đầu nóng quá hôm nay cũng chịu. Dạ. Anh nhân ăn xeo. Dạ. Dạ hai người ăn rồi. Đây. À. Cầm dạ nha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ cảm ơn dạ. Dạ. Mấy đó. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Chào cả nhà. Hôm nay thì Di và Nen mặc đồ cũng nói chung là cũng gọn gàng đó. Để hai đứa sẽ đi ra quán của anh Long. Thứ nhất là cảm ơn ảnh, vợ chồng anh Long đã hỗ trợ Di Nen trong khoảng thời gian vừa qua là hỗ trợ hai đứa bán bánh tráng nướng ở ngoài chợ đêm Sonasi. Thứ hai nữa là muốn ủng hộ ảnh, kiểu như là Di Nen ra ngoài đấy rồi kêu món ăn rồi mình ngồi mình nói chuyện và với vợ chồng anh Long. Thì sẵn cảm ơn anh Long với chị Cúc nha cả nhà. Bầu nè, bầu bữa nay cũng bụng cũng to cả nhà. Và ngày mai là Di sẽ đưa bầu đi khám thai. Khám thai là tới cái lịch hẹn của bác sĩ á, là khám kiểu như là siêu âm 4D để coi em bé, rồi coi tay chân, mấy ngón tay, tim, phổi nè cả nhà. Đó, rồi sẵn xét nghiệm đường. Ngày mai là một cái buổi khám cũng quan trọng trong cái quá trình thai kỳ của mấy Nan đó cả nhà. Rồi cái nữa là Di và Nen cũng đã quyết định là sẽ dừng cái thử thách bán bánh tráng nướng này. Thì cái tập này là series này là tổng hợp rất là nhiều ngày bán bánh tráng nướng, tổng kết là số tiền bán được hôm nay là bao nhiêu. Đây là những số tiền mà Di đã bán được trong những ngày mà ở ngoài chợ đêm Sonasi nha cả nhà. Đây, bây giờ Di sẽ đếm. Thì trong đây là nó có luôn cái phần tiền mà Di bán dầu nữa. Thì bây giờ Di sẽ đếm cho cô chú anh chị và các bạn cùng biết là Di và Nan đã kiếm được bao nhiêu tiền nha. Cầm đi. 1 triệu 2 3 4 5 6 7. Cái này không phải chúng mình đi lúc tiền của mình đó cả nhà, nhưng mà là người lúc hoài à, thường à lấy tiền này là xài tiền 10, mới 10 triệu rồi nè. Giấm mấy lúc 4, lúc tiền 11 triệu 2, 3, 4, 5, 12 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 13 triệu 3 triệu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trời ơi gần 14 triệu 35 nghìn ở đây là 935 nghìn
cho chẳng 14 triệu đi cả nhà. Mình cho chẳng đi ha. Cho chẳng 14 triệu đi. Cho chẳng 14 triệu đi. Thì tổng kết lại là thử thách 100 triệu. Thì cũng như Di với Na cũng đã nói đó, chia sẻ đó là thử thách 100 triệu, nói cho có động lực cho vui thôi, chứ mình biết là mình sao mà kiếm được 100 triệu. Thì đây là 14 triệu cả nhà. Thì cái 14 triệu này á, mình phải trừ đi cái tiền vốn nữa là 3 triệu hòa, 3 triệu mấy đó, là mình sẽ còn được khoảng hơn 10 triệu tiền công sức của Di Nam với mẹ Mai, vừa bán bánh tráng nướng, vừa bán dầu, vừa bán xoài xoài ở ngoài chợ đêm Solusi ở chỗ anh Long với chị Cúc á. Đó, thì hôm nay Di sẽ dùng một trích một phần tiền này ra để Di đi ra ngoài quán của anh Long chị Cúc. Thứ nhất là ăn ủng hộ anh chị, thứ hai nữa là cũng muốn cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã hỗ trợ Di và Nen. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài quán của anh Long nha cả nhà. Dạ, hẹn gặp lại. Rồi, tới quán anh Long nha cả nhà. Bây giờ Di sẽ kiếm, hiện tại anh Long với Di Cúc chưa có ở trong tiệm, có nhân viên thôi. Bây giờ Di với Nam sẽ kiếm vài món nha để mình nhậu với anh Long. Dạ. Tôm, mực, hàu, cá. Em ăn hàu nướng không? Hàu nướng phô mai không? Không hả? Di ăn con có muối lẩu đi với ăn cá. Ăn cá tốt cho em bé ha. Dạ. Với một con cá điều hồng nướng muối ớt. Mực. Ăn mực không? Được. Ăn mực, mực nướng muối ớt. À, hôm nay là hai vợ chồng giả từ chợ đêm nha. Nghỉ bán hả? Nghỉ bán. Đi về Thái nha mọi người. Đây những người bà con, những người gọi là hàng xóm bán đồ cái bên. Đây là cả nhà, hiện tại là phu nhân ra rồi, còn ông chủ thì chưa thấy đâu. Vì nói chung là Di cũng đang ngồi chờ nhà ông chủ nha cả nhà, hai vợ chồng đó. Thì mục đích ra đây là để gặp anh Cúc với chị Long, rồi sẵn nói lời gửi lời cảm ơn. Rồi bây giờ cho cái Nan cảm ơn nha cả nhà. Này cảm ơn đặng mặt cho nó thành ý. Em Nan cảm ơn anh chị, anh Cúc chị Long. Ê chị Cúc anh Long ấy. Anh Long chị Cúc. Này nó nói chị Cúc chị Long thì chết rồi, chứ tính nổi. Chị Cúc chị Long là xúc động quá, xúc không động phải quá. Hai vợ chồng mày á. Xúc động quá, nó nhìn thấy thì người xí rồi đó. Xin nở rồi thì nói gì với chị Cúc với anh Long đi, nói cảm ơn gì đó. Hát hồn muốn về Thái rồi. Hát hồn và mình đừng lại bán cái này luôn. Đúng rồi, thường thường là dạ cảm ơn chị Cúc với anh Long nhiều lắm, là cho hai đứa này xuống ở khu của anh là bán ăn, anh Long cho bán cho mấy người du lịch, cho có kinh nghiệm ở khu du lịch ở chợ Sonasi cái nhà. Tiền bạc với anh Long là phù du. Nói đây tiền bạc với anh Long là phù du. Dạ tiền bạc của anh Long là tự phù du. Cái số tiền mà em kiếm được khi mà bán ở đây là tổng cộng là 13.930.000. Wow. Là cho tròn là cho thất bại, Long nói thất bại rồi. Mục đích là 100 triệu mà bán mà nói chung là chưa đến một tháng nha cả nhà, nhưng mà tại vì là do là bầu hiện tại là nó kiểu như là nên bầu to, với lại nữa là đứng lâu á rồi đau chân, với lại hửi khói nhiều á, cho nên là Di nghĩ là nên để cho bé Nan nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị về Thái đó. Thì hôm nay là cái buổi tiệc này là buổi tiệc chia tay nha cả nhà, cũng là buổi tiệc mà cảm ơn tình cảm của anh chị dành cho hai đứa. Em muốn nói gì ạ? Khóc thôi. Khóc gì? Khóc thôi. Thời gian nhanh lắm. Đúng rồi, thời gian qua nhanh lắm là đúng rồi. Vậy mà chị thấy không? Hai chị em mình còn nói tiếng Hồng Kông đó. Đúng rồi. Cả nhà thấy sau lưng Di là có hai cái bàn nè. Thì anh Long sẽ setup hai bàn để bán bên đây nè cả nhà. Thì nhưng mà Di đã nghỉ bán bánh tráng nướng rồi á. Nhưng mà anh Long thì cũng có nói là hỏi nói Di là nếu mà mẹ Mai muốn ra bán thì cứ ra bán. Tại vì cái chỗ này mà mình bán nhiều người ra bán thì nói chung là nó cũng tạo một cái gọi là cái môi trường, nó tạo một cái gọi là sôi động, cái nó xôm xôm lên đó cả nhà. Thì Di cũng có hỏi mẹ Mai, thì mẹ Mai cũng thì mẹ em cũng không muốn hỏi anh là như thế nào. Anh chỉ có nói một lời, anh không bao giờ mà bữa em đã nói với anh rồi. Dạ. Em có hỏi ý anh rồi thì anh đã nói chuyện đó bình thường. Dạ. Anh thì, còn muốn cho thêm nữa, đứa nào xin tao cho thêm. Nè anh Nam, chủ siêu thị. Siêu thị đó. Kia dưới kia. Ừ. Gặp em mấy lần rồi, hai ba lần rồi. Nhưng mà lần này em mới giới thiệu anh cho lần trước là kỹ càng, rõ ràng khác gì. Trước là chỉ là gặp nhau rồi giao lưu này kia. Đấy. Còn bây giờ mình giới thiệu sâu hơn. Chúc mừng nha. Dạ. Dạ mày.
giới thiệu lại đi. Vô cả đi nữa đi, viết mấy vô với tình 15 tỷ luôn đó. 2, 3, vô. Có 3 người xong.